Kính chào quý nhà đầu tư. Trong chủ đề đầu tư tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2024 này, đội ngũ Pinefolio tại Pinetree sẽ trao đổi với quý nhà đầu tư về một doanh nghiệp là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành khai thác cảng và logistics tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong ngành hàng hải khi kết nối những tuyến hàng hải đầu tiên đến với thị trường quốc tế, tiên phong đưa dịch vụ container vào Việt Nam, góp phần vào hoạt động xuất nhập khẩu. Đến nay, mức vốn hóa doanh nghiệp này đã đạt đến con số tỷ đô. Điều này nhờ vào việc tái cấu trúc tập trung vào hoạt động kinh doanh chính, mở rộng quy mô, chuẩn bị cho những bước đi dài và chiến lược hơn. Chất lượng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp này cũng có những cải thiện ấn tượng trong 7 năm vừa qua. Và ngôi sao ngành cảng biển mà chúng tôi muốn nhắc tới là công ty cổ phần Gemadept. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công ty. Công ty cổ phần Gemadept hay Gemadept đã có hơn 30 năm hình thành và phát triển, hiện đang trở thành doanh nghiệp đầu ngành hạ tầng khai thác cảng biển và logistics tại Việt Nam, nằm trong top 3 các công ty vận hành cảng lớn nhất với thị phần container thông qua chiếm 12% toàn thị trường, chỉ đứng sau Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sở hữu bởi nhà nước và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang giao dịch tại Upcom. Gemadept có tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên xây dựng cảng biển, là đầu mối tổ chức vận tải hàng hóa bằng container gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không quốc tế, ga hàng hóa hàng không hiện đại và hệ sinh thái logistics tích hợp, hỗ trợ hoạt động hạ tầng cảng và cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng. Gemadept đã tạo được dấu ấn trong ngành hàng hải và góp phần thay đổi ngành công nghiệp dịch vụ container. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm nhấn đầu tư. Gemadept hiện đang vận hành chuỗi 6 cảng, bao gồm 4 cảng container Nam Hải, Nam Đình Vũ giai đoạn 1 và 2, Gemalink và Bình Dương, 2 cảng cạn Nam Hải ICD và Phước Long ICD và một cảng rời, cảng Gemadept Dung Quất, trải dài từ Bắc đến Nam và tại các khu vực cảng trọng điểm như cụm cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng, cảng sông lớn và quy mô bậc nhất tại miền Bắc và siêu cảng nước sâu Gemalink nằm tại khu vực hạ lưu sông Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu, nằm trong số 19 thương cảng trên thế giới có thể đón nhận siêu tàu Megaship. Đây là nền tảng để Gemadept đón đầu tăng trưởng lưu thông hàng hóa. Với hệ sinh thái cảng và logistics, cảng ICD, cảng hàng hóa hàng không, logistics ô tô, logistics hàng lạnh, trung tâm phân phối hàng hóa, vận tải hàng siêu trường siêu trọng, vận tải biển, thủy, Gemadept cung cấp các dịch vụ đa dạng và toàn diện, tiết kiệm thời gian, chi phí và đạt hiệu quả cao cho khách hàng. Trong năm 2023, cảng Gemalink và Nam Đình Vũ liên tiếp chào đón các tuyến dịch vụ mới, chào đón các siêu tàu là điểm đến trên hành trình kết nối châu Á Bắc Âu và là điểm kết nối quan trọng trên hành trình đưa hàng hóa thông thương sang bờ Đông Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Năm 2023, cụm cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 đã được khai trương với tổng quy mô 2 giai đoạn là 42 ha, chiều dài cầu bến 880 m và công suất 1,2 triệu tiêu thông qua mỗi năm. Triển khai các ứng dụng Rivergate và Smartgate để phát triển thành cảng sông lớn nhất miền Bắc, tối đa hóa công suất trong năm 2024. Giai đoạn 3, cụm cảng Nam Đình Vũ tiếp tục được khởi công và đưa vào vận hành trong năm 2025. Sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, Nam Đình Vũ sẽ là cụm cảng sông lớn nhất miền Bắc, có thể đón được các tàu feeder, tàu nội Á lớn nhất khu vực cảng sông và là cửa ngõ kết nối các cảng nước sâu trong khu vực, là yếu tố tiền đề cho tiềm năng tăng trưởng tương lai của Gemadept. Thế mạnh mũi nhọn của Gemadept nằm ở việc đầu tư và vận hành thành công một trong các cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, cảng Gemalink. Cảng Gemalink nằm trong top 20 cảng có độ sâu luồng lớn nhất thế giới và có khả năng tiếp nhận thế hệ tàu container lớn nhất hiện nay với trọng tải 250.000 tấn. Đây là cơ sở để Gemadept đáp ứng xu hướng dịch chuyển của ngành hàng hải thế giới, dịch chuyển sang thế hệ tàu siêu trường siêu trọng nhằm tối ưu hóa chi phí. Giai đoạn 2 cảng nước sâu Gemalink đang được hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị khởi công, dự kiến nhân đôi công suất và đưa vào khai thác từ năm 2025-2026. Từ năm 2018, Gemadept đã và đang tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là đầu tư và vận hành hệ thống cảng biển. Trước năm 2018, tỷ trọng mảng logistics chiếm gần 50% tổng doanh thu. Đến hiện tại, doanh thu từ hoạt động cảng chiếm trên 80% tổng doanh thu của Gemadept và tỷ lệ biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính đã tăng từ 20% năm 2017-2018 lên 29% năm 2023. Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kinh doanh ấn tượng của Gemadept. Trong 5 năm 2019-2023, hoạt động kinh doanh của Gemadept có sự thay đổi rất tích cực. Doanh thu tăng trưởng trung bình 4,1% một năm, nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng 14,1% một năm. Đây là kết quả cực kỳ tốt đẹp, đến từ quá trình tái cấu trúc và định hướng mới trong chiến lược kinh doanh của công ty để tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi là đầu tư và vận hành hệ thống cảng biển. Các chỉ tiêu về tỷ suất biên lợi nhuận đều được cải thiện rất tốt, thể hiện rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản lý vận hành ngày càng hiệu quả của Gemadept trong thời gian qua. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ROC và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE của Gemadept tăng hơn 3 lần trong 5 năm, từ vùng 8% năm 2019 lên vùng 24 đến 28% năm 2023, cho thấy hiệu quả rất cao trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư. Bảng cân đối kế toán của Gemadept cũng rất tốt, với tỷ lệ nợ dòng trên tổng nguồn vốn chủ sở hữu chỉ có 1% năm 2023, giảm từ vùng 30% năm 2018-2019. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến giá cổ phiếu Gemadept. Trong giai đoạn 2016 đến nay, giá cổ phiếu Gemadept đã tăng trưởng 20% một năm so với 9,7% một năm của VN Index đến thời điểm đầu tháng 7 năm 2024. Theo đó, Gemadept đạt được mức tăng trưởng tích lũy 367%, tương đương gần 3,7 lần. Trong khi đó, VN Index ghi nhận tổng mức tăng trưởng 118% cùng kỳ. Tiếp theo sẽ là tiềm năng tăng trưởng. Việt Nam thực hiện các hiệp định thương mại song phương FTA như Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương hay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực đã và đang củng cố việc tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI và xuất nhập khẩu tăng trong những tháng đầu năm 2024 và khi mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng được cải thiện, Mỹ đang là khách hàng lớn nhất của Việt Nam. Các yếu tố này đều khiến ngành cảng biển và logistics sẽ là một trong những ngành được hưởng lợi trong thời gian tới. Việt Nam nằm trên một trong những vị trí chiến lược và nhộn nhịp nhất của tuyến hàng hải quốc tế. Khu vực Đông Á gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc được kết nối với châu Âu. Thị trường tiêu thụ lớn toàn cầu qua eo biển Malacca và đi qua Biển Đông. Sản lượng hàng hóa đi qua Biển Đông chiếm 80% sản lượng hàng hóa vận tải toàn cầu, chiếm 22% giá trị thương mại toàn cầu. Để tận dụng lợi thế và đón đầu nhu cầu ngày càng cao, Việt Nam đã định hướng phát triển cảng Cái Mép Cần Giờ trở thành khu vực trung chuyển lớn của châu Á. Điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu ngành như Gemadept có cơ hội thực hiện thêm các dự án mới. Giá cước vận tải quốc tế đã bước vào một chu kỳ tăng mới, đã tăng 300% so với cùng kỳ năm 2023. Đà tăng đang rất mạnh khi giá cước tháng 6 đã tăng cao hơn 30% so với tháng 5 và trạng thái này được dự báo sẽ kéo dài trong năm 2024 bởi các lý do biến động tại Biển Đỏ, xung đột chính trị, tình trạng thiếu tàu, thiếu thiết bị sẽ khó được khắc phục trong thời gian ngắn. Giá cước vận tải quốc tế sẽ tạo đà cho các cảng biển tăng giá dịch vụ chi phí bốc rỡ. Thêm vào đó, Thông tư 39 năm 2023 của Việt Nam về việc nâng giá trần dịch vụ cảng biển giúp cho các cảng nước sâu linh hoạt hơn trong việc tăng giá dịch vụ. Điều này cũng cho thấy ưu tiên của nhà nước trong sự phát triển cảng nước sâu. Gemadept tiếp tục mở rộng khu vực cảng hiệu suất cao. Gemadept đầu tư vào cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3, nâng tổng công suất hệ thống cảng của Gemadept lên 2 triệu TEU một năm. Gemadept đầu tư vào dự án trọng điểm Gemalink 2, nâng công suất và đón xu hướng tăng trưởng tại khu vực Cái Mép Thị Vải. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, Gemalink sẽ có chiều dài bến đạt 750m và công suất tiếp nhận đạt 3 triệu TEU một năm. Đặc biệt, Gemalink sẽ có khả năng tiếp nhận tàu siêu trường siêu trọng, có trọng tải lớn nhất hiện nay lên đến 250.000 tấn. Ngân hàng Thế giới và S&P Global Market Intelligence đã công bố báo cáo về chỉ số hoạt động cảng container vào năm 2023. Cảng Cái Mép của Việt Nam lọt top 7 cảng container hoạt động hiệu quả nhất thế giới. Cảng quốc tế Gemalink đã đóng góp một phần rất quan trọng nâng chỉ số CPPI của cụm cảng Cái Mép. Điều này cho thấy mô hình cảng thông minh Gemalink đang hoạt động hiệu quả và tiềm năng phát triển còn rất lớn khi Gemalink ngày càng có nhiều hơn niềm tin từ các khách hàng lớn. Kính chúc quý nhà đầu tư sẽ lựa chọn cho mình được những cơ hội đầu tư hiệu quả. Pinefolio luôn đồng hành cùng quý vị trong những diễn biến mới nhất của thị trường và gửi tới quý vị thông tin về những doanh nghiệp giá trị. Kính chào và hẹn gặp lại các nhà đầu tư trong những chủ đề tiếp theo. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Pinetree để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé.